nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị chuyến tàu về thế giới bên kia của tác giả ngạ quỷ qua giọng đọc đình soạn ga xe lửa ngày hôm nay bỗng đông đúc một cách lạ thường tôi phải xếp hàng để mua một tấm vé hạng thường mà đáng lẽ ra những ngày khác tôi có thể có được nó một cách dễ dàng hơn sau chuyến đi công tác hồi tháng 6 Dường như sức khỏe và tinh thần của tôi Đã trở nên kiệt quệ. Việc thiếu ngủ, thiếu sự tỉnh táo, Thiếu đi cả động lực Đã khiến tôi trở thành một cái xác vô hồn Đứng sau một người phụ nữ Có vẻ đã lớn tuổi Tôi thấy bà ta có vẻ bồn chồn. Bà ta đến quầy mua vé Trong quầy có một người phụ nữ trẻ trung Cô ta liên tục thúc giục bà đưa tiền Để cô ta làm thủ tục Người phụ nữ lớn tuổi rút từ trong túi tiền của mình những tờ giấy bạc mệnh giá thấp đã có chút nhào nát mua xong vé tàu được một lúc người phụ nữ lớn tuổi có vẻ chần chừ và chưa muốn đi ngay tôi liền hỏi à, chị đã mua xong vé chưa người phụ nữ làm lơ như không nghe thấy thay vì nhìn vào mặt tôi để trả lời chị ta lại nhìn xa xăm ra hướng cửa nhưng ngóng một ai đó tinh thần mệt mỏi khiến cho tôi trở nên cáu bẳn và mất lịch sự Trước khi tôi còn nhẹ nhàng với bà Thì xin hãy đi ngay cho Nhường chỗ cho tôi vào mua vé Người phụ nữ lúc này mới xuống giọng Còn nhờ cậy Ồ tôi xin lỗi cậu Dù là biết hơi vô lý nhưng mà Tôi có thể phiền cậu một việc được không Tôi rất khó chịu Nhưng dẫu sao vẫn kiên nhẫn hỏi Là việc gì thưa chị Người phụ nữ lớn tuổi trả lời Phiền cậu giúp tôi mua lại cái tấm vé tàu này Tôi mua giúp người ta nhưng mà hôm nay người ta lại không đến thành ra Tôi có chút cười mỉa mai rồi hỏi Là cò vé có phải không? Sao không có nói sớm? Tôi không mua Người phụ nữ lớn tuổi van xin Cậu mua giúp tôi đi Tôi xin thề là không phải cò mồi vé gì cả Tôi chấp nhận bán lại tấm vé này Chỉ một nửa mệnh giá của nó thôi Đến lúc này Thì dường như tôi có chút niềm tin Nhưng vẫn làm bộ chưa quyết đáp nhưng mà chị đâu có biết là tôi sẽ đi đâu Tôi cần đi Đông Hà Tấm vé của chị có lẽ là một nơi khác Người phụ nữ tỏ vẻ vui mừng nói Ôi vậy thì đúng rồi Đây là tấm vé đi Đông Hà Cậu mua nó vừa tiết kiệm được tiền Lại vừa tiết kiệm được thời gian làm thủ tục Người phụ nữ nói xong Lại nhét tấm vé tàu vào tay của tôi Còn chưa kịp nhận tiền đã đẩy tôi đi Hối thúc tôi lên tàu Tàu về Đông Hà đang déo coi rồi kìa Cậu nhanh đi kẻo trễ Tôi để nửa giá cho cậu thôi Tôi bị sự vội vàng hối thúc của người phụ nữ Làm cho bối rối Lại chắc mẩm vì mình đã mua được vé tàu giá hời Nên rất nhanh chạy đến chiếc tàu Mà bà ta nói Trước khi đi Không quên nhét đúng nửa số tiền trên mệnh giá vé tàu Vào tay của bà ta Lên tàu và sắp xếp hành lý xong Tôi mới có thời gian để kiểm tra lại tấm vé đã mua Tôi hơi giật mình khi vị trí nơi đến của tấm vé in khá mà địa điểm nơi đến cũng không rõ ràng điều đó khiến tôi khá tức giận và ngờ rằng mình đã bị lừa nhưng việc tiếp theo lại diễn ra khiến tôi có chút an tâm một người soát vé tàu rất điển trai xuất hiện anh ta hỏi xem qua vé tàu của tôi anh ta chỉ hơi liếc qua sau đó gật cù xác nhận xé một cạnh bên tấm vé rồi trả lại tôi rồi anh ta lại tiếp tục soát vé tàu của những hành khách khác toa tàu của tôi khá vắng nếu không nói là vắng tanh Cách chỗ tôi vài hàng ghế Chỉ có một đôi vợ chồng già Và sau lưng tôi còn có một cô gái trẻ trung xinh đẹp Cùng con chó Tây có vẻ dễ thương Chỉ kịp đảo mắt nhìn xung quanh được như vậy Thì cơn buồn ngủ đã ập đến Chẳng biết đã qua bao lâu Khi tôi tỉnh lại thì xung quanh mình đã chẳng còn ai Đôi vợ chồng già có lẽ giờ đã xuống tàu Ở một điểm rừng nào đó Người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung cũng đã biến mất Thay vì vậy con chó tây của cô ta vẫn còn đang ngồi trên ghế Khiến cho tôi suy đoán Chắc là cô ta đi đâu đó có một toa tàu khác Hoặc là đi chỉnh chu lại nhân sắc mà thôi Được thêm một lúc Thì quả nhiên người phụ nữ xinh đẹp cũng đã quay trở lại Thay vì quay về vị trí ngồi của mình Cô ta tiến thẳng đến chiếc ghế đối diện tôi Và lặng lẽ ngồi xuống ở đó Mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi Chào anh Anh cũng là người thôn Tây Âm chúng tôi sao Tại sao từ trước đến nay tôi chưa từng nhìn thấy anh Thôn tê âm ư Tôi không hiểu trong chốc lát Rồi lại vội vã cười khách sao đáp Ông xin lỗi nhưng mà có vẻ là cô đã nhầm rồi Tôi không phải là người của thôn tê âm nào cả Tôi đi về thị xã Đông Hà Đông Hà sao Cô gái có vẻ hơi trầm giọng một chút Sắc mặt có vẻ không vui Và cũng thay đổi ngay thái độ Cô ta hơi rõ xét tôi một lát sau thì nụ cười miễn cưỡng đã quay trở lại cô ta chào tôi một cách hời hợt chắc có lẽ tôi đã nhầm xin lỗi đã làm phiền anh tôi gật đầu đáp lại lịch sự cô gái đứng dậy trở về vị trí ngồi ban đầu của mình cùng với con chó tây ngồi buồn chẳng có việc gì làm tôi rút sấp báo ra đọc đọc được một lúc thì lại lăn ra ngủ lần này khi tôi tỉnh lại người phụ nữ xinh đẹp và con chó tây kia đã biến mất cả toa tàu bây giờ chỉ còn lại mình tôi Nhìn qua khung cửa kính Tôi thấy chiếc tàu đã dừng lại Ánh sáng đèn dọi xuống một khoảng không tối mù mịt Lại xa thăm thẳm Khiến cho người ta có cảm giác bơ vơ Tôi đứng dậy nhìn ngó một lúc Tôi đi về phía toa tàu đầu Tìm kiếm xem phụ tàu có ai không Cứ đi như vậy cho đến khi toa tàu thứ ba Cái vẻ heo hút mới hết Ở toa tàu này Tôi nhìn thấy những vị khách ăn mặc rất quái dị Họ có những bộ trang phục rất cổ Giống như người của triều đình cũ Tôi còn nhớ lần cuối Tôi thấy cách ăn mặc này Là vào mùa thu 4 năm trước Đúng dịp ông bảo đại thoái vị Giờ thì địa chủ hay là quan to Đều ăn mặc tây hóa cả Bị hấp dẫn bởi những vị khách kỳ lạ Bỗng có một bàn tay vỗ vào vai tôi Một giọng nói vang lên ảo ảo Thưa ông mời ông về chỗ cho Rất xin lỗi nhưng mà tàu chúng tôi bị quá điểm cuối rồi Giờ chúng tôi phải cho tàu lùi lại Tôi vừa quay lại Nhìn thấy đó chính là người xuất vé điện trai lúc trước Tôi hỏi Vậy là chúng ta đến bến rồi sao Người xuất vé gật đầu Rồi không nói gì Mở cửa toa tàu và mời tôi đi theo Vừa đi anh ta vừa giải thích Tàu đến đây thì tuần nào cũng có Nhưng mà chuyến tàu về thì một năm mới có một lần Nếu anh đã tới đây rồi Thì nên cân nhắc kỹ lại đi hay ở à. Một tuần nữa chuyến tàu sẽ khởi hành Tôi ngạc nhiên Lại cười một cách thú vị nói các anh thật là vui tính Tàu về Đông Hà tháng nào tôi chẳng đi Một năm gì chứ Người soát vé bỗng đi chậm lại Rồi dừng hẳn Anh ta nhìn tôi một cách rõ xét Sau đó tỏ ra nghiêm trọng hỏi Anh không có đến thôn Tây Âm của chúng tôi ư Tôi đáp lại Anh lại đùa tôi rồi Tôi đâu có đi đến, đến cái thôn Tây Âm nào đó Tôi về Đông Hà Vé tàu tôi còn ghi rõ đến nơi mà Tôi hoàn toàn tự nhiên rút tấm vé ra Đưa cho anh ta tuy bề ngoài rất bình tĩnh nhưng mà thực tế tôi đã sớm thầm cảm không ổn người soát vé nhặt lại tấm vé tàu rồi gõ vào mặt vé rồi hỏi anh mua lại tấm vé này của người khác phải không tôi kinh ngạc gật đầu sao anh biết người soát vé tàu thở dài đưa tấm vé cho tôi nhìn kỹ vé tàu thôn tị âm một là dành cho người ở nơi này đi làm ăn xa cách vài năm mới về một lần hay là những người không bao giờ muốn trở về cái nơi này nữa nên là bắt buộc phải tìm một người mua giúp vé tàu vận mệnh Chính thức gia nhập thôn Tây Âm Anh không nhìn rõ nơi đến lúc trước sao Nhưng mà chúng tôi lại nhìn rất rõ Giờ thì anh xem lại cái địa điểm trên tấm vé này đi Hẳn lại cũng nhìn được rồi Theo lời của anh ta chỉ dẫn Tôi vội vàng cẩn thận nhìn kỹ lại Và quả nhiên lần này tôi bàng hoàng nhận ra Địa điểm nơi đến của vé tàu Quả thực không phải là Đông Hà Mà là ba chữ thôn Tây Âm đỏ như máu còn vằn lên chút sợi tơ Tôi vội vàng kêu lên Tôi không hề muốn đến đây Tôi đã bị lừa Người soát vé nói Tàu về còn một tuần nữa mới đi Nhưng mà tôi không chắc là anh sẽ đi được Người soát vé thở dài ra hiệu cho tôi ngồi xuống vị trí của mình lúc trước Rồi quay lưng đi mất Tôi cảm thấy lo lắng Và hy vọng làm sao lời nói của anh soát vé Chỉ là một trò đùa Tôi không tin tấm vé vận mệnh gì đó cũng không tin là lâu như vậy Mới có một chuyến tàu để trở về Tôi chỉ cảm thấy không thoải mái Vì mình mất khá nhiều thời gian ở trên tàu Mà lại là một chuyến đi uổng công Tốn tiền mà thôi Một lần nữa khi chiếc tàu dừng lại Cánh cửa của những toa tàu được tự động mở ra Tôi xách vội vali hành lý Rồi nhanh chóng đứng dậy Xuống tàu vào trong ga Ngay khi tôi vừa rời khỏi chiếc tàu Thì cũng là lúc tôi nhận thấy Con tàu chuyển hướng ngược lại hướng vừa đi Và biến mất trong màn đêm trước mắt tôi là một ga tàu hoang tàn với một vài ánh đèn hưu hắt Là mờ trong đêm ga tàu vắng người ngoài tôi chỉ còn vài người khác ăn mặc kỳ dị trước đó cũng đang đứng xếp hàng họ đang chờ đợi chỉ đợi một điều gì đó sắp tới tôi thấy cửa ga không có ai nhưng thanh baria đóng ngay ngắn vẫn không một người nào dám vượt qua họ e sợ cái gì tôi tò mò nhưng cũng đứng xếp hàng giống như họ một lát sau thanh baria từ từ chuyển động tôi phát hiện ra nó có một hệ thống nâng thủy lực từ một máng nước dẫn trên cao mâng thành ba rem mở ra từng người đi qua đều lặng lẽ nhét vé tàu cũ vào một cây máng vé tàu trong chiếc máng dù gặp nước nhưng vẫn bốc cháy dữ dội chỉ còn là một đống trò. tôi làm theo y chang những gì mà họ đã làm thả tấm vé của mình vào cái máng cho nó bốc cháy bước theo sau họ một cách miễn cưỡng tôi chẳng biết đi đâu ngoài việc đi theo bọn họ đám người ấy dường như Cậu chẳng hề bận tâm đến tôi. Tôi và bọn họ cứ đi như vậy theo lối đường mòn rất lâu. Bọn họ có một chiếc đèn báo. Dường như họ đã quá quen với chuyện này. Họ đi rất tự tin. Sau khi rẽ khoảng 3-4 lần lối đường mòn ngày một lớn dần một con đường rộng lớn hiện ra. Ở đường chân trời tôi thấy một vệt sáng vàng màu lọc đỏ trứng gà dài dần bầu trời ánh lên vẻ hoàng hôn kỳ diệu. Những ngôi nhà san sát nhau có khoảng từ 5 đến 6 chục hộ. Có lẽ đây là một khung cảnh rất đẹp Nếu như trong ngôi làng phía dưới của nó Không quá đơn điệu Khiến cho nó trông qua thì rất tẻ nhạt Tôi đã nhìn thấy những cư dân đầu tiên Với cách ăn mặc không khác đám người đi trước Sau khi xác định được một nơi có người Và cũng khá nhộn nhịp Tôi tách khỏi đám người để dẫn đường cho mình Tìm một quán nước ở đâu đó Có một quán nước ở gần cái sân giếng làng Ở đó có một bà già vẫn khăn mỏ quạ trên đầu Đang rót một vài chén chè nóng Cho thực khách vãng lại Tôi ngồi xuống một chiếc ghế Trước sự lạnh nhạt của đám người chung quanh Chẳng hề để tâm đến tôi Dường như họ cũng chẳng lạ lẫm gì Với lối ăn mặc tây hóa khác biệt của tôi với họ Bà già bán nước lặng lẽ rót cho tôi một chén trẻ đặc Tôi thầm gật đầu và rút một chút tiền lẻ để trả lại Tôi cứ ngồi như vậy được một lúc Thì cũng có người chú ý đến hỏi Cậu là ai? Người lạ mới tới đây sao? Một giọng nói trầm ấm cất lên Và ngay bên tai của tôi một người đàn ông khá chứng chạc độ ngoài 30 tuổi, sấp xỉ 40. Có hàng riêng mép hơi quanh nói ra câu này. Anh ta chỉ cười nhạt một tiếng rồi lại tiếp tục uống trà. Trên người của anh ta toát ra một vẻ gì đó rất thần bí. Cổ anh ta đeo một cái vòng vàng rất to. Người mặc áo the trên ướm quần vải. Mới non thì trông anh ta có vẻ giống ông đồ. Nhưng nhìn kỹ lưỡng lại thì không phải. Tôi chưa kịp đáp lời thì bà già bán đức đã nhanh miệng. Thầy tôi hôm nay không có đi hầu nhà chúa hay sao Người đàn ông đáp Hôm qua mụ vối không có đi lễ Nên là không có biết Từ nay tôi chỉ quản việc sắm lễ Không còn được hầu nhà chúa nữa rồi Người đàn bà bán nước tiền vối Liền chép miệng vỗ đầu nói ấy chết sao lại thành ra như vậy Thầy tôi có phải tội với ai không Người đàn ông lắc đầu Uống một chén trà rồi nói Hôm nay có người lạ Không có tiện nói chuyện để tôi dẫn cậu ta đi Cậu lại một thành con mạo oan uổng Nói rồi anh ta đứng dậy đi về phía tôi Anh ta túm lấy tay của tôi mà chỉ buông ra một câu Người lạ chưa biết nhiều chuyện Kẻo nhà chúa không có cho đi Cậu ở tạm nhà tôi Chờ sang tuần có tàu rồi hãy về Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng tạm thấy anh ta có vẻ là người tốt Nên cũng không miễn cưỡng Anh ta dẫn tôi đến một ngôi nhà gỗ khá lớn ở ngay cạnh cái nhà gỗ của anh ta là một cái cổng rất to cũng không biết phía sau cái cổng là cái gì nhưng tôi thấy những dân cư ở đây có vẻ như rất e sợ nó và khi người đàn ông đi ngang qua họ chỉ dám cúi đầu xuống chứ không dám nhìn người đàn ông chỉ tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nói tôi tên là nguyên người cả cái làng này đều gọi tôi là thầy không dám gọi thẳng tên chỉ trừ nhà chúa ra anh ta ngồi xuống ghế từ tốn nói tiếp Cậu là người lạ Chắc mới bị lừa tới đây nên là không có tội Chúa không nhận thì cậu cũng không có sao Chỉ là từ giờ có đi đâu Thì cũng phải hỏi qua tôi một tiếng Để tôi tính xem có lợi hay hại cho cậu Dịp gần đây tôi đang rất rảnh Có nhiều việc lý thú cũng muốn cho cậu biết Nhưng mà cậu chớ để lộ ra ngoài Kẻo nhà chúa biết được cậu rõ mọi chuyện Sẽ bắt cậu ở lại làm con tốt thế Không cho cậu đi đâu nữa đâu Tôi nghe anh Tân nói một thôi một hồi chị anh ta ngắt nhịp mới chậm rãi hỏi tôi không hiểu những cái quy tắc luật lệ ở đây nhưng mà tôi tin anh và tin thái độ cũng như là hành động của bọn họ bởi vậy lời anh nói thì tôi xin nghe nhưng mà anh cần đảm bảo tôi sẽ về được và vào đúng cái thời điểm tàu về thì tôi có mặt trên chuyến tàu đó van cầu xin anh giúp cho thầy nguyên gật đầu tấm tắc thỏa thuận chắc lép lắm nhưng mà tôi không có giận tôi hứa với cậu mặc dù tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải đáp ứng cái việc ấy cả tôi hứa với cậu là để cậu chứ có làm bừa và tuân thủ tốt những cái quy định kia của tôi tránh làm cho tôi bị liên lụy thầy nguyên hối tôi đi tắm rửa thay quần áo rồi khi tôi tắm xong anh ta lại đưa cho tôi một bộ quần áo the và khăn vấn rồi nói cậu ăn mặc trông lạ nhiều người sẽ để ý không có tiền mặc tạm cái bộ đồ này của tôi rồi lát nữa tôi sẽ dẫn đi ra ngoài thăm thú Tôi đồng ý ngay Lát sau thay quần áo xong Tôi cùng thầy Nguyên bắt đầu tham quan Ngôi làng kỳ bí này Đầu tiên Thầy Nguyên sau khi đi ra khỏi nhà Liền trước nhất chỉ một cái cổng lớn ngay bên cạnh nhà anh ta mà giải thích Đây là cổng và nhà chúa Bình thường không được mạo phạm Mà cũng hiếm có ai dám bén mảng tới gần Trừ giờ tế lễ Nhưng mà tôi với nhà chúa là hàng xóm Lại phận tin cẩn nên được phép giữ ở lại Từ giây cậu ở nhà đi đứng kiêng rẻ một chút đừng có đưa mắt nhìn linh tinh thầy nguyên kể làng này vốn là một ngôi làng bình thường nhưng nhiều năm trước nhà chúa an táng một ngôi mộ cổ ở đây chôn sống một đạo quân và tùy tùng từ bấy giờ ngôi làng âm khí cực thịnh nhà chúa thường hiện về phá vách không yên dân làng phải thờ cúng liên tục sau cùng chúa Cảng thiêng có lúc còn hiện về như hồi còn sống ngôi mộ cổ được tôn xưng là phủ chúa hàng năm đều có lễ tế nhưng càng về gần đây, chúa càng oai linh, lệ lễ, lễ tế cứ mỗi năm một thay đổi, từ một năm một lần sang một tháng một lần và bây giờ là một ngày một lần. Mỗi lần đến giờ như vậy, âm binh phụ chúa lại hiện về tác oai, có sổ hồng ghi chép lại từng xuất đinh, từng phụ nữ con nít trong làng, ai cũng phải tham gia cúng tế. đã từ lâu rồi người làng này không còn coi chúa như người đã chết mà coi chúa như thần như phật, chúa sống giữa loài người ra lệnh phân quan ban vị như hồi còn sống có điều giang sơn của nhà chúa chỉ trong làng này nơi bên ngoài không được biết đến người ngoài thì vô tình biết được tin này một là bị bắt sống ở đây suốt đời hai là sẽ bị âm binh phủ chúa truy lùng giết hại cho dù cô chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thể thoát được thế là sau bao nhiêu năm trôi qua người ta vẫn chẳng hề hay biết có một ngôi làng như vậy tồn tại giữa nhân gian với cái mác người lạ Người ta chỉ nhận biết họ theo hai cách Một là hàng xóm mới Hai là âm binh mới Vậy nên họ dừng dưng là đúng Tôi chợt nhận ra Hóa ra người ta thấy tôi ăn mặc kỳ lạ như vậy Cũng chẳng phải là lần đầu Hóa ra trong mắt của bọn họ Tôi chỉ là một người hàng xóm sắp tới Hòa chăng là con ma sắp chết Thầy Nguyên thao thao một lúc Bỗng níu tay của tôi rồi khẽ nói Kìa cúi đầu xuống Đừng để quận chúa thích anh cuối mà thấy anh thì kiểu gì cũng đến tai chúa Mà đến tai chúa rồi Thì tôi không dám đảm bảo là anh có thể quay về được đâu Tôi hỏi lại Sao lại như vậy Thầy Nguyên đáp Người lạ mà không rõ mọi chuyện Thì chúa chẳng quản Cứ cho ra vào đi về bình thường Nhưng mà quận chúa là người thông minh Cô ta hay thăm dò lắm Chuyện tôi kể với anh Cô ta mà thăm dò được Thì anh cũng chẳng bao giờ có thể về được tôi nghe thấy như vậy thì hoảng sợ lắm vội cúi gằm mặt xuống người dân hai bên đường cũng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên tôi chẳng nhìn được thứ gì chỉ thấy một mùi nước hoa thoang thoảng bay sọc vào trong mũi rồi một giọng nói êm ả à tràn vào trong tai đứng thẳng dậy ngó sang bên cạnh tôi thấy thầy nguyên đang run như cậy giấy miệng liên tục lẩm bẩm hỏng rồi hỏng rồi tôi cảm thấy có một ngón tay mềm mại đang ấn vào đầu tôi Tôi quá tò mò Thầy Nguyên không có phản ứng gì Là nhắc nhở tôi cả Bèn tự nguyện ngẩng mặt lên Khi tôi vừa nhìn thấy cô ta Thì cũng là lúc tôi trợn mắt há miệng Bởi người được gọi là quận chúa Hóa ra lại chính là cô gái xinh đẹp Tôi gặp trên chuyến tàu khi trước Cô ta nhìn tôi một lượt Rồi đôi mắt sáng lên hỏi Là anh Chẳng phải anh là người đi ra xe lửa Đông Hà đấy sao Cô quận chúa trong ngực vẫn còn ôm chó Tây Còn chó Tây đang ngủ lười nhác liền ngảnh cái đầu rồi liếc nhìn về phía tôi Dường như nó cũng nhận ra tôi là người quen Nhưng chỉ một lúc sau Nó lại liếm mép một cái Rồi lại rúc vào ngực cô quận chúa mà ngủ say Cô quận chúa hôm nay Cũng ăn vận rất tây khóa Mũ bảnh lớn và sức nước hoa của Pháp Cô đi một đôi quốc rất hợp với thị thời Dành cho giới tiểu thư công tử nhà giàu Váy trắng dài Và hai cái dây nơ phát ngang qua cái cổ trắng bóc Càng làm tôi lên vẻ xinh đẹp Thấy tôi thất thần nhìn mình Cô quận chúa đá nhẹ vào chân của tôi rồi hỏi Này tôi đang hỏi anh Sao anh không phải là người thôn Tây Âm của chúng tôi Anh nói đi Đông Hà Dừng lại một chút Cô đi vòng qua tôi rồi bắt đầu đánh giá Chà chà Quần áo tây với cái bút sang trọng Của quý ngài công sự tuấn tú không còn Lại diện cái bộ đồ như thế này Chắc là biết được gì rồi đây Tôi vội cãi lại Nào có Bộ đồ của tôi từ lúc vào làng này Bị ướt hết cả cũng may anh nguyên cho tôi mượn tạm bộ đồ này không thì mà cô bảo là tôi biết cách gì tôi giả vờ nghi ngờ hỏi lại rồi tiến tới cô quận chúa rất bạo dạn cô ta hoảng sợ không dám đối diện nhìn vào mắt tôi rồi nói nếu không phải thì thôi anh làm gì mà dễ nảy lên vậy không biết được là tốt cho anh đừng có hỏi rồi cô quận chúa nhìn thấy nguyên và lượm nói thầy cứ liệu liệu đấy nhớ rõ bổn phận của mình lại quay sang tôi nhìn rồi ngắm nghĩ một lượt ngài công sự vừa nãy cúi đầu làm tôi cứ tưởng tôi vặn hỏi cô tưởng làm sao là do anh ta cứ ấn đầu tôi xuống chứ tôi đâu có biết quần chúa gật gù sau lưng cô có một hầu gái cô hầu gái lại gần cái nói vào tay của quận chúa sắp đến giờ lễ chúa cho gọi cô về thụ lộc quần chúa gật đầu rồi liếc một cái không nói gì liền quay lưng đi mất thầy nguyễn mới đứng thẳng dậy được Long mồ hôi nhễ nhại nói với tôi May mà cậu biến ứng kịp thời Không thể nguy rồi Cũng chỉ tại tôi muốn kể lại cái thú nhất thời Mà chút nữa hại mình hại người Tôi gật đầu Thầy Nguyên kéo tay tôi rồi nói Sắp tới giờ làm lễ tôi phải đưa cậu về Giờ này âm binh sẽ đi tuần Thấy người lạ là bắt ngay Thầy vừa đi lại vừa dậm chân Cũng không biết quận chúa có nghi ngờ gì nữa không Giả như cậu bị lộ danh tính cho nhà chúa biết Thì tốt hơn hết nên ở lại đây làm cư dân Bằng không thì nên chạy ngay đi Chớ để bị giết hại thành âm binh Nếu mà cậu vĩnh viễn sẽ chẳng thể siêu thoát Chỉ có thể làm một con ma oan uổng Thầy Nguyên cho tôi trở lại nhà Rồi bất ngờ thấy bộ quần áo quan phục màu đỏ chót Trên đầu đội một cái mũ mão Chỉ ra hai cây lông sạc sỡ Thầy lại lấy cho bếp Quét dưới quầng mắt Lấy phân đỏ thoa hồng hai má Miệng chết son Tôi thấy kỳ lạ nên hỏi Sao anh trông hợp hĩnh như vậy Thầy Nguyên đáp Nhà chúa không phải người thường Làm lễ hầu phải làm chúa vui lòng Muốn vậy thì phải trang điểm sao cho sạc sỡ Chúa thích thì sẽ phong cho làm quan cao Cho làm việc nhẹ Lúc chết thì được gạch tên khỏi sổ hồng Tôi hỏi lại Cuốn sổ hồng ấy đến chết vẫn không buông tha ai sao Thầy Nguyên lắc đầu thở dài Cây sổ hồng ấy diệu dụng lắm Cậu đừng có tưởng chỉ cần lại ở cái làng này Làm cư dân ở đây là xong mà những người ở đây cả đời chỉ biết phụng sự lập công cho chúa mà thôi nói dài nếu ai không có công trạng gì thì khi chết sẽ chẳng được gạch tên khỏi sổ hồng còn bị âm binh bắt mất xung quân không được đầu thai siêu thoát so với bỏ trốn thì cũng chỉ kém nhau ở thời gian sống trên dương thế này thôi khác gì số phận của kẻ bị truy lùng càng được nghe tôi càng nghiệm thấy trên đời có lắm sự lạ nếu ngày hôm ấy tôi không bị lừa đi chuyến tàu đó chắc cả đời sẽ chẳng bao giờ biết có những chuyện lạ như vậy Giờ lễ mà Thầy Nguyên nói là vào tầm khoảng 5 giờ chiều Lúc ấy âm dương giao thoa Là lúc mặt trăng với mặt trời hoán đổi Cũng là lúc Chúa lên ngôi Tôi trốn tránh Thấy người ta lũ lượt kéo nhau rồng rắn tới trước cổng lớn Hôm nay cái cổng lớn sáng rực Có hai hàng quân binh mặc giáp phục rất oai vệ xâm nghiêm Từng người dân cầm một cái thẻ đỏ Đưa cho vị quan binh nhận lại thẻ bài Rồi mới bắt đầu đi vào bên trong đem theo đồ lễ của mình để dâng lên lạ ở chỗ là dân làng này ngày nào cũng phải dâng lễ vậy lễ ở đâu ra mà lắm như vậy nhưng đúng là người nào cũng có một cái bọc màu đỏ rất sang trọng không biết trong cái bọc ấy chứa những gì nhưng mà nghe chừng nặng lắm tôi tò mò quá lẻn ra ngoài chui vào trong đám đông người ta xếp hàng ở ngoài chờ đến lượt tôi vỗ vai một ông chú trung tuổi rồi hỏi này ông anh tôi thấy người nào cũng mang một cái bọc đỏ như vậy để dâng lễ Tôi thấy lạ quá Không biết là trong cái bọc ấy có thứ gì vậy Người kia trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi Tuy vậy vẫn đáp Đất chứ còn cái gì nữa Cứ như là người dưng ấy hỏi cũng lạ Đất sao Tôi tự hỏi Dân lễ gì sao lại dân đất Thật là vớ vẩn Chỉ ít thì cũng phải là tiền vàng Mã não long trông ngọc bộ Chứ tại sao lại là đất Như biết được thứ suy nghĩ kỳ quái của tôi Người đàn ông trung niên giải thích ngay nhà chú xây đàn trời để luyện phép nhà chú chỉ cần đất thần của long mạch phong thủy làm lễ vật xây đàn trời chứ người ta đã chết rồi đâu cần tiền vàng để làm cái gì tôi gật cù hiểu ra ra là như vậy buổi lễ hôm ấy kéo dài lâu lắm phải đến tận 9 giờ tối mới thấy người ta kéo nhau ra về người nào ra về đều nhận lại thẻ đỏ như một loại tín vật cho âm binh ghi chép tôi nhớ câu chuyện giữa thầy nguyên và bà vối thầy nguyên có từng hỏi một câu là bà vui vì sao lỡ một buổi lễ Lễ vật có thể không bị bắt vạ nếu không nộp Hoặc đấy chỉ là một loại luật lệ không hà khắc Không ép buộc Người ta phải tự nỗ lực phấn đấu cống hiến Nếu không muốn đến cuối đời Mình có một số phận thật bi thảm Thầy Nguyên đặt chiếc vũ mão xuống mặt bàn Nơi cái ấm nước với cây điếu cày Nằm lặng lẽ hưu quạnh ở một chỗ Ở bên cạnh cái ấm nước Chén nước trà đã có bẩn màu vàng ố Thầy Nguyên bảo không rửa chén vì muốn giữ lại được cái mùi đặc trưng của chén trà pha lâu. Quả thực, nó có một cái mùi gì đó nặng nặng khác lạ, nhưng rất đỗi kích thích, mang theo một chút âm hưởng chân chất thân thuộc. Cái cảm giác bao nhiêu năm trước vẫn thường thấy ở ông tôi, bà tôi, với những người khách lạ bên bàn uống nước trẻ. Thầy Nguyên hỏi qua lo việc của tôi từ chiều khi thầy làm lễ. Tôi chỉ tậm tặc trả lời cho qua và giấu giếm. Tôi không muốn kể lại sự việc tôi xen lẫn vào đám đông để hỏi về những thứ mà những người lạ tới đây không được phép biết hoặc chăng là cấm kỵ của nơi này nhớ đến cô quận chúa hồi chiều tôi hỏi thầy nguyên thầy nguyên đáp chẳng ai biết quận chúa tên gì cũng không biết cô ta là người hay ma người ta chỉ biết quận chúa rất thời thượng năm nào cũng đi tàu khắp nơi để trải nghiệm cái lạ cái hay Vì dạy lại cho chúng tôi tuy quận chúa rất là tốt nhưng mà chúa lại không thích cấm người dân không được làm theo những gì cô dạy bằng không sẽ tăng nặng tội danh. Cô quận chúa xinh đẹp thoáng vụt qua đầu tôi với những cái nhìn rất thật. Cô đã đứng giữa cái giếng làng, đem lời hay ý đẹp từ mọi phương hướng, nói với người dân áo vải. Cả ngày chỉ quanh quẩn với mưu sinh và đổ lễ. Họ khát vọng, họ mơ ước về một chân trời xa xôi nào đó, Về những cánh đồng tràn ngập lúa vàng. Về những thứ hoa thơm cỏ lạ, những miền biển viễn du sóng gầm gào thét, về cảm giác con người chế ngự mọi sinh linh thế giới vô tận những điều kỳ bí quận chúa mở ra một bức màn khai sáng trong không gian tù túng và lối sống gượng ép một nỗi sợ hãi kinh hoàng bỗng dưng trào lên trong tâm khảm của tôi tôi nghĩ viễn cảnh một ngày nào đó mình bị cầm tù tại nơi này ngày qua ngày chỉ như một cỗ máy tôi sẽ mang một đôi hài đầu đội một cái mũ mão trong không gian âm u tĩnh lặng tôi đem những đốt hương cháy rừng rực cắm vào cái bát nhang rồi đem một thứ đất đen như tàn trò dâng lên cái bóng người mờ ảo sau bức màn con người hơn nhau ở chỗ tự do được tự mình phiêu du tới những miền đất lạ có người chẳng bao giờ đi đâu bởi vậy cho nên nội tâm họ tủ túng như con ếch ngồi đáy giếng cả bầu trời của nó chỉ là một cái vòng tròn màu xanh ở thế giới thôn tây âm cả bầu trời bị nhuộm sắm ngắt bởi hình ảnh của nhà chúa một người đã ông quyền lực ngồi trên bảo tòa bên dưới có những tiên hệ được coi là quan thần với khuôn mặt sặc sỡ làn môi đỏ chót ngôi mộ cổ như là thiên cung giữa nhân gian nó lơ lửng trong suy nghĩ của mọi người cư dân trải nghiệm đời sống đơn bạc thiếu thốn giống như từ lâu họ đã không còn phải là con người họ chỉ còn là những hồn ma su đáng bị quản chết thật chặt bởi vị quỷ vương của họ có đôi khi họ quên rằng mình vẫn còn đang sống ngày thứ hai ở thôn tây âm tôi được trải nghiệm bởi những thứ thú vị mới mẻ hơn mấy tên nông phu cao to vạm vỡ thường dắt trâu ra đầm tới trưa thì tụ tập quanh quán mụ vối để kể chuyện lạ tôi phải nấp sau một cái cây để cho người ta không rõ là mình đang theo dõi chính thầy nguyên đã dặn dò kỹ lưỡng từ giờ tới lúc tôi phải lên tàu rất hạn chế việc ra ngoài và không được phép để ai biết tôi xuất hiện là tốt nhất nhưng chí tò mò thúc đẩy tôi chờ cho thầy nguyên đi vắng tôi lại lẻn ra ngay một tên nông phu hắng giọng Ngày xưa tôi nghe kể Có một lần có người được nhìn rõ dung nhan của nhà chúa Người ấy sau được chúa cất nhắc Được thoát khỏi sổ hồng sớm nhất Một tay khác vội nói Sao lại có chuyện đó được Chúa xưa nay kiên kỵ ai nhìn thấy dung nhan của mình Thậm chí người ấy còn bị tùng xèo Lăng trì còn chưa hết tỏ Lời chúa đã đe như thế Ngoài cổng lớn còn dán cáo thị kia Tay kia lắc đầu nói Chúa lấy việc đấy để dọa nạt Không ai dám phạm vào nhưng mà tôi dám chắc Chúa có một lý do rất bí mật Lý do bí mật ấy nếu bị bại lộ Thì Chúa bắt buộc phải nhượng bộ Rồi có ngày tôi sẽ nhìn trộm được dung nhan của nhà Chúa Và thế là thoát được khỏi kiếp địa ngục Tay còn lại lắc đầu Việc ấy rất là nguy hiểm Chẳng khác nào đem đầu mà treo trước lưỡi dao Miếng thịt trước miệng chó sói Làm mà không có cẩn thận Là tự rước họa và thân mà chết nhọc Trong cái toán này còn đang trò chuyện vui vẻ chưa xong Tôi đã vội rót lũ tài Nghe ngóng có một đám đàn bà con gái Ngồi ngay cạnh đó Hồi hôm tôi vào trong phủ chúa thấy cô quận chúa thường hay đi vào sau điện Cứ mỗi lần cô ta ra vào Là y như rằng sắc mặt tiểu tụy lắm Như phải có việc nặng lắm Tôi đoán nhà chúa có chuyện buồn Dịp này ta phải cẩn thận Hầu hạ cho chú đáo kẻo phải tội Một người đàn bà tham vào Việc này làm tôi nhớ đến sự hàng năm Năm nào cũng có dịp mà chúa phạt vạ nặng lắm Người nào phải tội thì đúng ngày rằm sẽ bị dẫn đi Từ đó chẳng bao giờ còn có thể thấy mặt nữa Người đàn bà còn lại tặc lưỡi Chúa xây đàn chờ bao năm tháng ròng Chưa bao giờ thấy xong Mà lệ phạt ngày càng nặng Phải như tôi trốn được Thì không bao giờ trở lại chốn này Dẫu cho có phải bỏ chồng bỏ con Người đàn bà đầu tiên lén lút nhìn xung quanh rồi nói Cô tính tìm người thế thân đấy ư Việc ấy khó lắm Phải tìm đúng người hợp với căn số của mình Lại còn phải do người ta tự nguyện chấp nhận Cái kiếp địa ngục thay cho mình nữa Hơn nữa cô được giải thoát rồi Thì sau đó ký ức sẽ mất sạch Cứ như là người ngáo ngơ vậy Người kia liền nói Đã bao nhiêu người bỏ xứ này mà đi Tìm được người thế mà Chưa ai từng quay trở lại Sao cô biết số phận của họ thế nào Người đàn bà đầu tiên khẳng định Tôi nghe nhà chú nói thế mà lại Sai làm sao được Người chưa chép miệng Chúa lường gạt đấy thôi Tôi phải thử chứ không nghe bừa được Mãi nghe người ta nói chuyện Mà tôi quên bẵng đi mất thời gian Chẳng biết từ lúc nào Giữa không gian vang lên một tiếng âm thanh kẻng lớn Người dân thi nhau hốt hoảng tụ tập Người sửa soạn kéo nhau lũ lượt tích cổng lớn Một ngày nữa lại trôi qua Ở thôn Tây Âm Tôi được biết thêm nhiều chuyện kỳ lạ Và những thứ đó cũng là những sợi xích Ngày xuất hiện một nhiều đem số phận tôi gắn chặt với nơi địa ngục này đang chuẩn bị quay lưng để trốn trở về nhà thầy nguyên tôi bất chợt gặp một đôi mắt tiểu tụy rõ nhìn mình ban đầu tôi không quan tâm cho lắm nhưng nhìn kỹ ra thì hóa ra là quận chúa tôi vội giật mình như vậy mọi hành động lén lút nghe trộm của tôi đã không sao giấu giếm nổi cô quận chúa nổi tiếng khôn ngoan này tôi và quận chúa cứ đứng nhìn nhau như vậy rất lâu tận cho đến khi xung quanh chẳng còn một ai Quận chúa mới lên tiếng hỏi: Anh có muốn thoát khỏi nơi này không? Anh có muốn cứu giúp mọi người không? Tôi sửng sốt ngạc nhiên và cảm thấy kỳ lạ khi Quận chúa hỏi như vậy. Tôi liền đáp: Tôi không có tấm lòng lương thiện bao dung lớn đến như vậy. Để có thể giúp cả dân làng, tôi chỉ muốn cứu vớt chính bản thân tôi. Quận chúa than trách: Anh quả là một con người ích kỷ. Anh không xứng đáng được giải thoát. Tôi sẽ tố mọi chuyện này. Tôi không ngờ chỉ là một câu trả lời thành thật đã khiến thái độ của quận chúa trở nên gay gắt. Tôi hoảng sợ dạ, nhưng lại cũng rất tức giận. Nếu cô dám làm chuyện đấy, tôi sẽ giết cô ngay bây giờ. Cuộc sống cầm tù ở nơi địa ngục, đối với một người có tâm hồn viễn du tứ phương như tôi, quả thật chẳng khác nào sống không bằng chết. Tôi không rõ những gì tôi tin là có thật ở ngôi làng này, liệu nó có diễn ra thực sự hay không. Bởi tôi chưa từng nhìn thấy vị chúa của họ, tôi cũng chưa từng nhìn thấy hình ảnh gì là khác thường Họa trang là hình ảnh những vị quan binh lính Mà họ gọi là âm binh Tôi nhìn trông lính giẫm cũng rất thật Chẳng có gì là mờ ảo để gọi là ma Là người cõi âm cả Nhưng đối với tôi Tất cả những gì người ta đồn thổi Người ta bị ép đến mức cùng cực như vậy Phải chi chỉ là một sự tưởng tượng Và những điều này là sự thật Sẽ đẩy cuộc sống của tôi vào vũng bùn, Một vũng lầy khiến cho người ta dần dần sát lầy Và ta hóa đính chết Quân chúa chẳng mảy may sợ hãi với lời đe dọa của tôi Cô quay lưng đi thẳng Tối hôm đó tôi ngủ trên chiếc chõng tre nhà thịnh nguyên Tôi tiêm thiếp ngủ trong cơn gió lạnh Một mùi hương trầm thoáng lướt qua đưa tôi vào mộng cảnh Ở đó xuất hiện một người đàn ông tóc dài Mày sắc, hai má căng phảnh như người chết trương Ông ta nhìn tôi bằng cặp mắt lồi to, đỏ như mắt trâu Hai bên hai hàng tả hữu son phấn, đỏ loẹt loẹt Cứ nhảy trộm trộm như ếch về phía tôi Nhìn kỹ lại thì tôi phát hiện ra hai bên tả hữu ấy Là những cái hình nộm to bằng kích cỡ người thật Tôi thấy quận chúa quỷ mọp Ở dưới đất lòng nước mắt Người kia chỉ vào mặt tôi Nói bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không sao có thể hiểu nổi Tôi quá hãi hổng Quay đầu bỏ chạy trôi chết Nhưng sau lưng tôi vẫn có những âm thanh Gió thổi vi phu Có giọng nói thầm truy đuổi gắt cao binh tài Tôi chạy mãi Chạy mãi thì lạc vào một khu rừng Khi tôi đã quá mệt mỏi đành dừng chân lại dưới một gốc cây tôi rất khát nước tôi ước gì mình có một ngụm nước để uống nào ngờ tôi có nước thật một cánh tay đưa cho tôi một bình nước bằng quả bầu hồ lô tôi chẳng quan tâm gì hết giờ chỉ cần thỏa mãn được cơn khát tôi uống nước ừng ực ban đầu thấy vị nước ngọt ngào đến lạ nhưng càng ngày lại càng cảm thấy nó mặn mặn lờ lạ, lạ. tôi nhổ tuyệt một ngụm nước ra thì phát hiện đó là máu nhìn sang thì thấy người bên cạnh đang đưa cho tôi khi nấy hóa ra là người đàn ông mắt trâu kia ông ta nhìn tôi cười một cách đầy man giả và thích thú tôi ngã choàng xuống đất rồi bừng tỉnh dậy nhìn đồng hồ quả quyết tôi mới chỉ thiếp đi được có một giờ đồng hồ vậy mà tại sao có thể mơ được nhiều chuyện đến như vậy bất ngờ cánh cửa nhà bỗng mở ra tôi thấy thầy nguyên thẫn thở từ bên ngoài bước vào sắc mặt của thầy thất thểu dường như phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng Tôi càng hỏi mãi thì thấy mới kể Trong buổi lễ ngày hôm nay Có một kẻ làm loạn xông vào trong bình chướng Cũng là một tên nông dân đầu óc ngu si Hắn nói hắn muốn nhìn thấy mặt chúa Muốn thoát khỏi nơi đây Người ta ai cũng ngăn hắn lại nhưng không được Tôi nhìn thấy hắn chạy vào sau điện cầm con dao Rồi cậu biết không Chỉ đậu chưa đầy nén hương sau Âm binh bưng hai cái cháp ra ngoài Một cái cháp bưng đầu của hắn Một cái cháp thì bưng một cái hổ lô Chứ toàn là máu của hắn Thầy Nguyên thở dài nói tiếp Mà cái hồ lô bê được nửa chừng Thì bị một cơn gió thổi mạnh rơi xuống đất Nào ngờ khi nó bị đổ ra Thì máu bên trong đã gần như cạn sạch Người tấn nói rằng Chúa đã uống máu tươi của hắn Để xả cơn giận Vì hắn đã phạm phải điều cấm kỵ Tôi lạnh cả người Nghĩ tới giấc mơ vừa trải qua Vội hỏi kỹ về chiếc bình hồ lô Thầy Nguyên càng tả kỹ về nó Thì cổ họng của tôi càng nghẹn lại Là lợi thứ chất lỏng đỏ tươi Tôi không kìm được liền nôn thốc nôn tháo Và trào ra trong ruột của tôi Chẳng phải là thức ăn Mà lại chính là máu Thầy Nguyên kinh hãi u ớ Tôi đem câu chuyện trong giấc mơ kể lại cho thầy Nguyên Thầy nói Nhà chú đã phát hiện ra việc Cậu biết hết mọi chuyện rồi Giờ thì cậu phải chạy trốn ngay đi Nếu không thì cậu phải chấp nhận vĩnh viễn ở lại nơi này Tôi hỏi lại Nếu tôi trốn đi Thì chẳng phải sẽ bị âm binh chú đuổi sao Thầy Nguyên lắc đầu nói vẫn chưa Nếu trở thành cư dân của thôn Tây Âm Thì cậu có tên trong sổ hồng Và bị ép điểm chỉ Thứ hai là phải có máu của cậu Có tóc của cậu để nhà chú làm vật ký thác Giữ hồn cậu lại Này nếu cậu chạy trốn Nhà chú chưa kịp thu thập đủ Thì chẳng thể làm gì được cậu Tôi vui mừng khôn siết vội hỏi Tôi có thể trốn đi đâu Trốn bằng cách nào Thể Nguyên nói Tàu lửa thì phải vài hôm nữa mới có giờ trốn đi chỉ có thể bằng đường bộ cậu phải chạy chạy không được nghỉ cho tới khi thoát khỏi nơi này sẽ mất một thời gian dài nhưng cậu sẽ không chết ngay được tôi không dám chần chừ lâu và đem hành lý chạy trốn ngay lối đi duy nhất tôi còn nhớ chính là lối đi bằng đường mòn thoát khỏi ngôi làng ra ga xe lửa tôi kỳ vọng một sự may mắn nhớ đâu có một chuyến tàu nào đó của nhân dân vô tình chạy qua nơi này tôi liều mạng nhảy lên chuyến tàu ấy và cuối cùng vẫn thoát được và rằng tất cả những chuyện mà tôi trải qua Chỉ là một trò lố bịch Tôi cứ đi như vậy Chẳng bao lâu tôi nghe một loạt âm thanh Khiến tâm hồn tôi run rẩy. Tiếng kẻng rung trời là đất lại phát ra Lần này tôi nghe thấy tiếng kẻng sao mà dồn dập Như là hồi âm thanh cổ vũ tinh thần săn đuổi Tôi ngờ ngợi đến cảm giác mình là con mồi Toàn lĩnh dõng bình thường có vẻ vô hại kia Sẽ trở thành dã dạ thú truy đuổi tôi cho đến chết Tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều vội vàng quảng hành lý cho nhẹ người rồi chạy bạt mạng những lối đường mòn léo lắt nối thông với nhau đi khắp nơi tôi chạy mấy lần thấy mình đi đường vòng ngỡ mình đã lạc phải mê cung có những lúc như tuyệt vọng bởi không tìm ra lối mà âm thanh kẻng truy đuổi tiếng gió gào gào âm u đã đến rất gần nhưng trời không phụ sự cần cù củ của tôi ga xe lửa đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi thấy rõ một đoàn tàu chở hàng thường trước mắt của tôi là một toán lính pháp đang nghiêm cẩn kiểm tra quân tư trang cùng hàng hóa trên tàu Thành baria vẫn chắn ngang ở đó như một minh chứng rõ ràng sự ngăn cách tôi lao tới hô hoáng gọi lính pháp hãy cứu tôi nhưng toán lính ấy chẳng ai nghe thấy lời của tôi cả tôi như một linh hồn lạc lối giữa bảy người sống tôi cố vượt qua thành baria như không thể dường như có một thứ lực vô hình nào đó níu giữ tôi lại có đôi khi những người ngoài ga ngoảnh đầu nhìn về phía của tôi nhưng dường như tôi với họ trong suốt như không khí, không hề tồn tại. Tôi có thể nhìn thấy họ, nhưng họ không thể nhìn thấy tôi. Điều đó phải chăng chứng tỏ rằng tôi đã chết, rằng tôi đã là một linh hồn. Vậy thân xác của tôi đâu? Tôi chết vào lúc nào? Những câu hỏi trong sự tuyệt vọng ngày càng nhiều trong đầu của tôi, và nỗi tuyệt vọng càng lớn hơn khi tôi thấy chuyến tàu của những người sống lặng lẽ rời đi trước mắt, ga tàu bỗng chốc trở lại khoảng không gian hưu quạnh vắng lặng. Cái sự buồn tẻ và lạnh ngắt đến giận người Cả người tôi như đổ nhào về phía trước Tôi lĩnh thức bước đi Thanh Baria giờ này dường như đã mất đi sức mạnh vô hình Nếu thân tôi lại Nhưng có gì tốt hơn Khi bây giờ chẳng còn chuyến tàu nào nữa Và rằng tôi có vượt qua được Thanh Baria đó Thì cũng đã là người chết Chính xác hơn Giờ tôi là một linh hồn du đáng Không thân không xác Là một con ma chết đường chết trả Còn không biết vì sao mình lại chết Tôi nghĩ rằng hay là mình quay trở lại ngôi làng đó Nhưng đời nào được vậy Vì sự thật là tôi đã bắt đầu chạy trốn Kết cục bi thảm duy nhất dành cho kẻ chạy trốn Là sự truy đuổi Là kết quả của một cuộc đi săn Trở thành một âm hồn bất tán Thành âm binh cho chúa quỷ Tôi không còn con đường để quay trở lại Nhớ đến lời thành nguyên Tôi vững tin là mình sẽ thoát được Nhưng khoảng thời gian tôi thất vọng và chán trường Đã đủ muốn hết số thời gian cần và đủ để tôi có thể chạy trốn Trước mắt tôi là một toán lính dõng của nhà chúa xuất hiện Bọn chúng đứng chờ sẵn trên đường dây xe lửa Như chờ tôi từ rất lâu Tôi nhanh chóng bị bọn họ đóng cụm rồi dẫn đi Tôi trở lại ngôi làng Ở đó tôi được đón tiếp bằng những đôi mắt thịnh soạn Hào háo như mong chờ một sự thỏa mãn về tinh thần Khi nhà chúa xử trí tôi Giống như những vị khách cổ vũ trên khán đài đấu trường La Mã Nhìn hai đấu sĩ tự chiến cho đến khi chỉ còn một kẻ sống sót Một sự trải nghiệm bước tiệc bằng máu tươi Và sự thèm khát Lần đầu tiên tôi được dẫn vào môi ngộ cổ Không phải với tư cách Là một người đi cung lễ triều bái nhà chúa Như bao người Mà là với tư cách một tên tù nhân tội đồ Trước đây Tôi chỉ nghe người ta kể lại vì phụ chúa Đặc biệt là nghe thầy Nguyên kể rất nhiều Nhưng cho tới nay tôi mới biết được Một kích xả thị của tòa sinh thượng Nguyên Nga trắng lệ này Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đàn trời Đàn trời được xây dựng bằng một thứ đất màu xanh dương Nó chọc thủng qua bầu trời sắm ngắt Cao không đến điểm tận cùng Chẳng biết là đàn trời này cao đến đâu Và nó có thể dẫn được tới đâu Chẳng lẽ là dẫn tới thiên cung Tôi rất tò mò về vấn đề này Nhưng giả với tôi Tính mạng quan trọng hơn cả Khi đối diện với cái chết ngày càng tới gần Bỗng chốc tôi trở nên cảm thấy sợ hãi Những tên lính gióng không dẫn tôi vào bên trong đàn trời mà chúng dẫn tôi sâu vào trong một cái hầm ở lòng đất. Cái hầm này càng đi xuống càng rộng. Cuối cùng tôi phát hiện ra ở đó là cả một thế giới địa ngục. Một thế giới của những con người ngoài kia có lẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được. Rằng ngay ở bên dưới phụ chúa còn tồn tại một cái địa ngục giống như vậy. Tôi nhìn thấy có rất nhiều lồng giam, có rất nhiều tầng vách đâm sâu vào trong lòng đất. Những con người bị kiểm chặt chân tay bằng xích sắt. Đầu chỉ thỏ qua một cái lỗ đặt tranh vinh trên cái máng lợn tưởng tượng kỹ hơn thì đây giống như một trại nuôi người mới đúng những cái máng kia là nơi bọn họ cho những kẻ giam cầm ăn thức ăn như đổ đồ cho lợn tôi bị dẫn vào trong phòng giam chung với một người đàn bà và khi tới đó tôi giật mình sửng sốt nhận ra thân phận của bà ta nếu người đó là bất cứ ai tôi gặp chóng vắn có một lần thì chắc chắn rằng tôi sẽ không nhớ nhưng bà ta lại chính là người dồn tôi vào địa ngục này bằng một thủ đoạn lừa lọc bị ổi chính là người đàn bà đó Người đàn bà đã bán cho tôi tấm vé Lên chuyến tàu tới quận âm phủ này Sao bà lại ở đây Tôi tức giận hỏi Bà ta nhìn tôi với đôi mắt vô hồn Đã rất lâu rồi bà ta chưa được nói chuyện với ai Bà ta miên man suy nghĩ Nghĩ rất lâu rồi mới nói Tôi đã lầm Tôi cũng như bao nhiêu người ngoài kia vẫn mộng tưởng Mộng tưởng rằng nếu chúng tôi tìm được một người thế thân Thì chúng tôi sẽ thoát được Nhưng trên thực tế Đó là một trò lừa một trò lừa của nhà chúa để chúng tôi giúp hắn bẫy được những linh hồn oan uổng. Những linh hồn sẽ trở thành con mồi, thành thức ăn cho loài cẩm thú như hắn. Bà không thoát được. Họ nói người thế thân sẽ được tự do. Tôi hỏi bà ta lắc đầu. Chỉ là lừa lọc mà thôi. Rồi bà ta chỉ xuống lồng giam còn sâu hơn nữa. Cậu có biết ở dưới này có bao nhiêu người bị nhốt không? Là gần hai trăm con người, hai trăm con người từ trước tới nay thôn Tây Âm chúng tôi cứ ngỡ rằng bọn họ được siêu thoát, đã được tự do ở thế giới bên kia. Người đàn bà khóc nức nở, tôi nhận ra trò đùa của gã tự xưng mình là chúa thượng, thì ra gã chỉ đang nuôi một trại người. Số phận của những người này sẽ ra sao? Tôi hỏi lại, người đàn bà trả lời. Cậu nhìn thấy đàn trời chứ? Tôi gật đầu, bà ta nói tiếp. Nó được xây bằng đất gì cậu có biết không? đó chính là đất của những khu mộ tổ tiên những người sống trên kia những khu mộ được chôn trong mạch phong thủy kỳ thực chỉ để nuôi lấy loại đất ma quỷ này còn những con người vọng tưởng có thể thoát khỏi thôn tây âm tìm miền đất tự do kỳ thực họ lại không biết rằng từ đó mình đã đặt một chân vào cái chuồng nuôi lợn người bà nói gì tôi không có hiểu tôi lại nhắc lại bà ta giải thích kỹ hơn tất cả những kẻ trong trại người này chỉ được nuôi sống với một mục đích duy nhất là trích máu để lấy đó làm chất trộn vữa xây đàn trời quỷ chúa không thể rời khỏi nơi này nếu một ngày nó không thể sống lại và đàn trời mà nó xây dựng mục đích nối cõi âm phụ này tư dương gian một con đường nối linh hồn đến sinh mệnh bất cứ linh hồn nào đi qua cái đàn trời này khi nó thành công đều có thể được sống lại có lẽ đây là mục đích duy nhất mà mấy trăm năm qua chúa quỷ luôn muốn đạt được nó muốn một lần có thể sống lại dương gian tôi ngạc nhiên liền hỏi nói như vậy thì đây chính là âm phủ người đàn bà cười nhạt đây là giao giới giữa âm phủ và dương thế người sống ma cỏ đều lẫn lộn không chẳng biết tại sao nó lại thành như vậy được chỉ biết được rằng nó đã như vậy từ rất lâu tôi câu mày suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi tôi nghe người ta kể là một câu chuyện nếu người nào đó có thể nhìn rõ khuôn mặt thực sự của chú quỷ thì có thể được tự do điều đó có thực sự không người đàn bà ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu điều này quả là có thật lúc tôi đi lừa cậu tôi đã từng nhìn thấy người ấy và người ấy cũng chính là người kể rõ mọi chân tướng trước khi tôi bị bắt khi đó người ấy đã cảnh báo tôi là cách duy nhất để thoát khỏi sự khống chế của chú quỷ nhưng tôi không tin chỉ có nhìn thấy diện mạo của chú quỷ thì mới biết rõ được chân tướng tôi tự mầm rồi hỏi lại tôi có một thắc mắc người phụ tàu kia có phải là một âm binh người đàn bà gật đầu rồi không nói nữa không lâu sau cuộc nói chuyện với người đàn bà kia tôi bị một toán ly dõng dẫn đi tôi biết được nơi sắp đến chính là nơi quỷ chúa thẩm vấn người bị bắt và hôm nay tôi lượt tôi tôi vào một căn phòng nhỏ màu đỏ có một bản gỗ mộc mạc trên đó toàn là những văn tự bùa chú kỳ lạ dán khắp nơi tôi không tưởng tượng được sau điện của quỷ chúa lại là một tên đáng sợ như vậy vẫn có một khoảng cách giữa tôi và quỷ chúa sau một cái mảnh rèm màu đỏ mỏng tôi chỉ có thể nom thấy được cái bóng dáng của gã ta có vẻ béo tròn đúc ních và đôi mắt to đỏ như mắt trâu cứ thi thoảng phát sáng quỷ chúa hỏi tôi vì sao lại bỏ chạy tôi không hề đáp rồi nó lại cho tôi, tôi lựa chọn cách để chết một là chết nhanh gọn thành âm binh hai là trở thành thứ gia súc nuôi lấy máu như bao người khác biết đâu một ngày sẽ được giải thoát quỷ chúa khuyên tôi nên chọn cách thứ hai để giữ mạng nhưng tôi biết thừa rằng nó chỉ muốn lười lọc sắt mũi tôi Muốn tôi trở thành con lợn để lấy máu Tôi thả chết còn hơn Tôi nhìn xung quanh khắp căn phòng Để thỏa mãn trí tò mò Quỷ chúa khá nhẫn nại với sự chây ý của tôi Nhưng trong một khoảnh khắc Khi tôi nhận thấy quả cầu màu xanh trước mặt quỷ chúa Tôi thấy nó thoáng run lên Chỉ trong một thời khắc đó Tôi đã biết mình vừa nắm được một điểm manh mối gì đó Tôi liền nói Tôi sẽ đưa ra lựa chọn Nếu ông cho tôi một lời giải thích Quỷ chúa đáp ứng Và tôi hỏi về quả cầu màu xanh Quỷ chúa có vẻ trốn tránh Nhưng sau cùng vẫn trả lời Có một quy tắc ta luôn phải đáp ứng Bất cứ vật gì trong căn phòng này Nếu hỏi ta đều phải giải thích rõ cho họ Nếu không ta sẽ bị tra tấn cháy linh hồn tới chết Đó là một lời nguyện cổ xưa Khi kẻ đã trấn yểm ta ở nơi đây để lại Nhằm khắc chế ta Nhưng ta vẫn có thể khiến cho người khó khăn quỷ chúa kể rằng đó là một viên ngọc thời gian có thể đem linh hồn du nhập về quá khứ tương lai chính nó đã dùng viên ngọc này rất nhiều lần mới có thể phát hiện ra cách xây đàn trời nhằm sống lại tôi biết đó chính xác là chìa khóa để kết thúc mọi sự ngay khi quỷ chúa vừa ngắt lời tôi đã xông tới gạt phăng chiếc mảnh đỏ tôi ngay lập tức nhận ra người ngồi sau mảnh đỏ chẳng xấu xí như tôi tưởng mà hóa ra chỉ là một lớp hóa trang người ngồi ở đó đeo một chiếc mặt nạ bằng người béo tròn thô kịch bụng mớ mới lột từ một kẻ tội nhân đáng thương nào đó tôi nhanh như chớp lột bỏ lớp ngụy trang của gã và bàng hoàng nhận ra kẻ được tôn xưng là chúa quỷ lại chính là quận chúa xinh đẹp ngày nào sau lớp mặt nạ ra người béo tròn quận chúa sắc mặt nhợt nhạt tiểu tủy và hoảng sợ khi bị tôi vạch trần sao lại là cô tôi cứ ngỡ rằng cô là một người lương thiện cô luôn giúp dân lạc quận chúa nói trong một môi trường luôn phải có sự cân bằng có người thúc đẩy sự nghiêm ngặt thì cũng phải có người xoa dịu như vậy thì mới không có phản loạn đây là thuật đế phương tôi bóp cổ cô ta chặt hơn một tay cầm lấy viên ngọc màu xanh và gặng hỏi nói mau dùng thứ này thế nào quận chúa cười đây là số mệnh của ngươi ngươi không thể thoát ra nổi ta đâu rồi khi ngươi thức giấc trở về quá khứ ngươi sẽ quên hết tất cả làm lại từ đầu và lên lại chuyến tàu đó một vòng xoay số mệnh như lúc kẻ đó phát hiện ra ta tu luyện mò thuật đã ném ta vào quan tài chấn điểm xác ta nơi đây với viên đá thời gian này kẻ đó những tưởng ta sẽ vĩnh viễn biến mất nhưng không ta vẫn sống trường tồn vẫn sống để tìm hắn trả thù khuôn mặt quận chúa xinh đẹp bỗng hóa thành một mụ đàn bà già nua nhăn nhào, tự như yêu tinh rừng sâu Một ta cười the thế chỉ vào mặt tôi rồi nói người tên thầy tế đã chôn sống ta Trăm năm qua ta đã dòng dõi tìm kiếm ngươi Cuối cùng đã lôi ngươi vào vòng xoáy của thời gian này Dẫu cho là kiếp sau Kiếp sau nữa Ngươi cũng sẽ phải chết theo một cách đáng kinh tởm như vậy Vì đã nguyện rủa ta Tôi túm cổ bà ta rồi gào lên Thì ra bà là một mụ phù thủy Là một mụ mò thâm độc. Tôi càng bóp chặt cổ mụ ta nhiều hơn Thì đồng thời cũng bóp chặt viên đá màu xanh Viên đá vỡ vụn Đầu tôi hoa lên một mảnh rồi chìm vào trong mớ hỗn độn khi tôi tỉnh lại Tôi chẳng còn nhớ điều gì khác Ngoài việc tôi vừa trải qua một chuyến công tác bận rộn Và cần nghỉ xả hơi Ngày hôm nay tôi tới ga tàu Để mua một tấm vé tới Đông Hà Thăm một người bạn đồng hao Cố tiện thời xả hơi sau những tháng ngày bận rộn Ở cửa ga tôi nhìn thấy một người phụ nữ Có vẻ buồn chồn. Bà ta vừa nhìn thấy tôi Liền sáng mắt lên rồi hỏi Xin lỗi nhưng mà cậu có thể mua giúp tôi Chiếc vé tàu này được không Tôi hơi ngỡ ngàng vì có cảm giác như mình từng trải qua chuyện này, nhưng vì quá tham lam tâm vía giá rẻ, nên tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi đồng ý mua lại. Sau lưng của tôi bỗng có cảm giác bị ai đó theo dõi. Khi tôi quay đầu lại, thì thấy một cô gái mặc bộ váy trắng rất xinh đẹp đang ôm một con chó tây. Cô ta mỉm cười nhìn tôi đầy hạnh phúc. Tôi thoáng chết lặng trước vẻ đẹp của cô ta, nhưng trong một chốc, cảm giác dùng mình đã lại lướt qua tôi như nhắc nhở không chỉ một lần và một khoảnh khắc ẩn sâu trong đôi mắt lương thiện của cô ta là một sự gian ngoan